Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Tác dụng quý giá của lá tế tô, nhiều người vẫn không biết tận dụng. Lá tế tô có vô vàn lợi ích quý giá với sức khỏe con người khi được sử dụng đúng cách, nhất là những công dụng sau đây. 1. Hỗ trợ điều trị nổi mề đay, mẩn ngứa. Tình trạng nổi mề đay mẩn ngứa các cơ thể không hề hiếm gặp, việc chữa trị khỏi tận gốc chứng bệnh này cũng gặp nhiều khó khăn. Để có thể giúp cho việc điều trị nổi mề đay, mẩn ngứa thì bạn có thể sử dụng nước tế tô để uống, đồng thời lấy bã lá đắp vào chỗ bị nổi mẩn ngứa. Điều này sẽ giúp tình trạng ngứa ngáy của bạn giảm đáng kể. Lá tế tô chống viêm và dị ứng. Những hiệu quả mà lá tế tô trong việc chống lại tình trạng viêm và dị ứng đã được nhiều nhà khoa học chứng minh. Nhờ vào những thành phần có trong lá tế tô mà có thể làm ức chế đi sự kích thích vitamin E ở các tế bào và giảm đi tình trạng viêm ở da. 2. Tác dụng chữa bệnh vút bằng lá tế tô. Uống nước lá tế tô có tác dụng gì trong điều trị bệnh vút? Tế tô có tới 4 chất có thể làm giảm đi đáng kể enzyme xanthin oxidase vốn là nguyên nhân hình thành axit uric trong máu và gây ra bệnh gào. Ngoài ra, nước lá tế tô còn giúp ngăn chặn tình trạng nhiễm khuẩn khi bị mắc bệnh, làm bệnh nhân dễ chịu hơn trong sinh hoạt. 3. Điều trị các triệu chứng về ho. Uống nước lá tế tô kết hợp với bạc hà sẽ giúp long đờm, giảm sương đau họng. Tuy nhiên chỉ nên dùng cách này khi mà tình trạng bệnh của bạn vẫn còn nhẹ, còn bị nặng hơn sẽ không mang lại nhiều tác dụng. 4. Giải cảm bằng lá tế tô. Lá tế tô được biết đến với công dụng đầu tiên và phổ biến nhất là giải cảm. Thời tiết thay đổi, sức đề kháng yếu dẫn đến cảm mạo là điều khó tránh khỏi. Người bệnh có thể dùng lá tế tô để xông và nấu cháo lá tế tô để ăn sẽ rất nhanh hết bệnh. Xong, chuẩn bị lá tế tô với một ít lá sả và lá hương nhu đem đi rửa sạch và ngâm với nước muối. Sau khi các nguyên liệu được làm sạch và cho vào nồi đun nhỏ lửa đến khi nào sôi thì tắt bếp. Khi xong thì trùng chăn kín và từ từ mở dung để cho hơi trong nồi thoát ra giao công nhân giỏi vừa ở mức có thể chịu được. Thời gian xong khoảng 10-15 phút. Nấu cháo, cần chuẩn bị thịt nạc xay lá tế tô và gạo. Với cách này thì bạn nấu cháo thịt xay như bình thường. Khi ăn thì trộn thêm lá tế tô nông thái chỉ vào ăn cùng. Quý vị thân mến, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.